Tưởng bị tụng nữa chứ. Cúp điện một ngày tưởng bị tụng chứ. Ui chị vậy, 50 triệu kinh nghiệm vãi nồi. Đem xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng 50 triệu ta. Một số này, 7 số 0 đúng rồi. 50 này, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ui chơi kinh nghiệm 50 triệu. Ngon ngon ngon. Nhiệm vụ này bèo bèo phải 4 đến 50 triệu kinh nghiệm anh em ơi. Nếu mà nó cho kinh nghiệm này 4 đến 50 triệu này vô. Ô ngon 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 ngon. Lần đầu tiên được nhiệm vụ nắp chị 50 triệu kinh nghiệm anh em. What the hell dưới đây. Phi phong tiền này nhiêu tiền này, 4.000, 7 vạn, 57 vạn, 57 vạn và 52 triệu kinh nghiệm. Wow, một cái nhiệm vụ cực kỳ chắc luôn em à. Chắc chắn với em rằng ở cái game của anh em thì chắc chắn với em rằng đây là nhiệm vụ anh em rất là muốn có luôn, tại vì nhiệm vụ này nó cho kinh nghiệm rất là nhiều, với lại rất là nhiều người mong được cái nhiệm vụ này mà chua lắm anh em. Khải lần đầu tiên Khải được nhiệm vụ này ở server này luôn anh em. Còn ở server trước thì Khải cũng có một lần mà Khải chỉ được 3 mấy triệu thôi. Nhiệm vụ này chỉ 50 triệu nó cho Khải 52 triệu kinh nghiệm anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. 8 số là 52 triệu kinh nghiệm. Wow. Một nhiệm vụ vãi nồi. Sướng. Ui nhảy khoảng 1, 2.5% luôn. 2.5% luôn, ngon quá. 50 triệu kinh nghiệm nha anh em. Chỉ 50 triệu được 52 triệu. Wow. Một nhiệm vụ quá chắc, quá ngon. Hello Lâm Vinh, hello Thu Kê Ban nha. Ok ok em. Anh em mới vô cho một like rồi lấy tương tác video. Chỉ 1 triệu nữa này. Giúp. Uầy. What the hell, lại một nhiệm vụ chỉ 20 triệu kinh nghiệm. Thôi vãi nồi anh em xem này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Nhiệm vụ chỉ 20 triệu kinh nghiệm anh em ơi. Hôm qua thì Khải vừa làm xong cái nhiệm vụ 50 triệu nó cho Khải 52 triệu. Và hôm nay làm tiếp tục nhiệm vụ chỉ 20 triệu kinh nghiệm để xem nó cho gì nha. Đó, có kinh nghiệm không? 37 triệu kinh nghiệm. Wow. Hai nhiệm vụ gần được 100 triệu rồi. What the hell, quá thơm. Đó, quá thơm luôn em ơi. 37 triệu kinh nghiệm nha anh em xem này. 1 2 3 4 5 6 7 8 đó. 37 triệu kinh nghiệm, quá chắc, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Quá ngon. Như này. Mà cái nón này bán nhiêu đây? Nhiêu? Ba mươi bảy triệu kinh nghiệm, thuần quá. Ba mươi bảy triệu quá thơm. Hôm qua Khải vừa chạy 50 triệu xong đó anh em. Được 52 triệu rồi. Đợi ngày mai Khải làm clip cho anh em xem. Clip cho anh xem. Nhân vòng 1. Ok, anh em xem video đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok bye bye mọi người. Video này một trong những gia tẩu rất nhiều anh em mong muốn có luôn. Ok, nói chung là được một lần 50 triệu, một lần 20 triệu, chạy hai nhiệm vụ mà gần được 100 triệu kinh nghiệm luôn anh em. Quá ngon. Ok bye bye mọi người nha. Xem đừng quên cho Khải một like, chia sẻ nha anh em.